tiên bút tiên. Bút tiên. Lúc nãy là thế thân. Giáo sư, hộ Mỹ. Sao lại có hai hộ Mỹ vậy? Có một người không phải hộ Mỹ thật. Người đó không phải tôi. Giáo sư, bút tiên sẽ không giết hộ Mỹ thật chứ? Giáo sư, làm sao đây? Hộ Mỹ, mau đi lấy nước từ nâng. Không phải như cô nghĩ đâu. Năng lượng hết la của Charona đều hội tụ trong đôi ngươi của nó. Bút tiên đã làm mắt nó bị thương, tạm thời chúng ta an toàn. Có điều, với khả năng phục hồi của Charona, không quá một ngày nó sẽ phục hồi lại. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Trừ phi chúng ta lại tìm một nam châm để kết hợp cùng chống lại Charona. Lại tìm à?